Một cái rain ba lô đi học siêu bền mà tôi thấy được phụ huynh học sinh trải nghiệm đều rất là thích luôn. Nói nữa, phải nói nữa. Trời ơi, nó bền gì mà nó bền mà con này Nhi. Hồng ra hồng nha, mà trà thuốc tẩy luôn á, mà nó không có một ra màu nào á. Tôi nghe nói là dùng được mấy năm học luôn đó mấy bà. Đầu tiên tôi phải nói là ở bên đây đóng gói rất là kỹ luôn, tận mấy lớp bọc luôn nè. Em này là chân ái cho những bà nào đang tìm một cái ba lô nhiều ngăn đựng được nhiều sách để đi học nha. Mấy bà có thể thấy nè, cái ba lô lót dày dặn rất là đứng form luôn. Mặt ngoài là có tận ba cái ngăn nhỏ lận nha. Một cái ngăn trên đựng bút, có lót thêm một cái ngăn lưới và một cái ngăn nắp chống nước như vậy nè, để cho mấy bà đựng ví tiền điện thoại nha. Hai bên còn có thêm hai cái ngăn nhỏ có dây kéo và một cái ngăn lưới để đựng chai nước nha. Vô tới ngăn chính là phải có một cái ngăn để đựng tài liệu nè. Ngăn đựng laptop rất là dày luôn, nên là mấy bà yên tâm mà đựng laptop nha. Phần quai đeo cũng được lót rất là dày dặn, mang không có sợ đau vai nha. Còn có cả khóa chống tuột nữa nè. Mấy bà thấy nè, cái phần mặt lưng á cũng được lót siêu dày luôn, nên là mang sẽ rất là êm nha. Đây là cái collection mới, toàn là những cái phối màu trung tính, rất là dễ mang, nam nữ đều mang được hết nha. Cái form ba lô mang lên á, nó không có bị quá to nhưng mà vẫn đảm bảo đựng được rất là nhiều sách nha các bà, do là nó rộng cái bề ngang. Đặc biệt á là lap 15.6 inch, đựng vô tư, đựng thoải mái nha. Ngoài ra cũng có thể đựng 1-2 bộ đồ để đi chơi xa ngắn hạn, cũng rất là ok la luôn. Hôm nay tôi lại tìm được một cái mẫu ba lô đi học nữa cho mấy bà nè. Đặc biệt á là cực kỳ hạt dẻ luôn, rất là phù hợp với lại mấy bạn học sinh sinh viên nha. Em này là ba lô da còn có đính thêm mấy viên đá nữa nè, rất là cool luôn á. Trong thì đơn giản á, chứ có cả ngăn đựng nước và cái ngăn nhỏ đựng bút ở bên ngoài. Và ngăn chính cũng có ngăn đựng laptop nữa nè. Em này á thì vừa lắp tầm khoảng 14 inch nha mấy bà. Tuy nhiên là lót không có quá dày, với cái giá này á thì không có đòi hỏi gì được quá nhiều nha mấy bà. Đổi lại thì chất da mềm và form mang lên rất là cưng luôn. Vừa để đi học vừa để mang đi chơi cũng hết sảy luôn nha mấy bà. Đặc biệt á là còn có màu đen nữa, nên là mấy bà có thể mút một cặp để mang couple với lại ông người yêu nè. Bà lẹ lẹ tát ông người yêu liền đi nha, mang cắp bồ nhất cái lách luôn. Đợt vừa rồi thi vào cấp 3 thì cháu mình thi điểm được rất là cao, nhưng mà lại đăng ký trường lấy hơi thấp điểm một tí, cho nên là cả nhà đều tiếc ấy. Ba lô này là mình đặt để tặng chúc mừng bạn ý. Ba lô màu hồng mix với màu đen rất là xinh, cực kỳ nhiều ngăn luôn, tha hồ mà đựng. Chất liệu dày dặn và màu không hề bị xến nha. Tối qua là đã mời một bữa hai di lao rồi, định tặng luôn nhưng mà hôm nay ba lô mới về đến. Thôi cô đeo ba lô trước để review đã nhá. Nhìn xinh xắn trẻ trung mà rất là dễ thương, mà năm nay thấy bảo là nhiều bạn thi điểm cao lắm. Nghe thế là thấy mừng rồi, chúc mừng các bạn nhá. Hồi xưa mình đi học thì cũng chỉ có mấy cái loại ba lô vải dù, xong kiểu nhiều túi hộp ở bên ngoài ấy. Bây giờ thử đổi gió dùng mấy cái ba lô dễ thương xem sao nhá. Ba lô này rất là xinh luôn ấy, vải dù rất là chắc chắn và dày dặn, màu sắc cũng nhẹ nhàng và dễ thương. Tuy nhiên là dễ bẩn đấy, nên mọi người phải giữ gìn một xíu nha. Mình thấy có cả phân loại màu đen nữa, còn màu nâu thì đang hết hàng. Ở ngoài thì có hai ngăn nhỏ như thế này, ở trong thì cũng chỉ chia làm hai ngăn thôi. Mình thấy cũng khá là rộng rãi và đựng được nhiều ấy. Quay cận cảnh cho mọi người đường kim mũi chỉ này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đùa đeo lên cứ phải chảy ra cả chục tuổi nhỉ. Ra ngoài thì tôi cũng sẽ không nói là tôi đã 27 tuổi rồi đâu. Đợt rồi vào Sài Gòn mà đi đâu ai cũng hỏi là sinh viên năm mấy, sướng hết cả người. Mọi người ơi, quên việc lấy giày đây, lấy tinh thần mới để quay lại trường học thôi nào. Một chiếc ba lô mới cho học kỳ mới, shop tặng thêm nhiều phụ kiện lắm nha. Ba lô có quá trời găng luôn nè, tha hồ mà đựng được nhiều học tập nha. Chất vải của em đó thì quá xuất sắc luôn. Giờ trong đầu tôi tràn ngập bánh mất, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị quay lại trường học thôi.
còn gặp lại bạn bè thầy cô nữa chứ. Clip này là tôi đặt cược hy sinh luôn cái đống sách vở mà tôi đang học để test xem cái độ chống nước của cái ba lô này cho mấy bà nè. Nghe nói đây là cái chiếc ba lô đi học chống nước đỉnh lắm luôn. Không biết là đỉnh cỡ nào mà đựng trong cái hộp như cái vali như vậy là chịu rồi nha. U là trời, còn đựng mấy lớp bọc luôn mà nó rất là đứng phơm nha mấy bà ơi. Cái ba lô này đúng kiểu là cho những bà nào mà thích ba lô nhiều ngăn luôn á, thấy vậy thôi á chứ nó quá trời ngăn luôn. Cái mặt ở ngoài đây thôi mà nó đã có 3 ngăn nhỏ rồi mà mỗi ngăn nó còn có thêm ngăn nhỏ bên trong nữa và có lót nữa nè. Tới cái ngăn đựng nước mà nó còn chia cả ngăn nhỏ và cả lót ở bên trong nữa mấy bà. Đỉnh hơn á là cái ngăn chính nó chia tận 2 ngăn để laptop luôn nè. Lót rất là dày dặn nha, còn có thêm một cái ngăn nhỏ để cho mấy bà đựng tiền đô nữa. Mà nhìn cái dây là biết đeo lên nó êm rồi đó mấy bà, nó lót dày dặn mà nhìn nó đứng phơm gì đâu á. Đây mang lên rất là đứng phơm luôn á, cái size này là vừa lát 16 inch luôn nha. Đặc biệt chất liệu của em này là da chống nước á mấy bà, nó chống nước ngay cả cái dây kéo nữa nè. Nên là nước nó không có thấm vô trong á, đựng sách vở nó không hề bị ướt luôn nè mấy bà. Không có một giọt nước luôn, đỉnh chưa? Mà nói kem này để đi học mùa mưa là hết sảy luôn nha. Tiếp tục tìm những cái chiếc ba lô đi học xinh xẻo cho các ông các bà đây. Em hôm nay là của Local Rent nhưng mà giá hạt dẻ bất ngờ luôn. Đặc biệt rất là đứng phơm nha trời. Là mẫu ba lô nắp nha, phần nắp thì sẽ có lót dù chống nước như vậy nè, để cho nước nó đừng có thấm vô bên trong dây kéo làm ướt sách vở. Thích nhất là cái ngăn đựng bút trong suốt để đựng mấy cái dụng cụ học tập xinh xinh để khoe đồ đó là hết sảy luôn. Ngăn đựng laptop có lót chống sóc và cái ngăn đựng nước này nó có cả dây kéo luôn nè mấy bà. Quay đeo có lót dày dặn và có nút bấm cố định. Tuy nhiên cái em này giá rất là rẻ luôn nên là không có đòi hỏi quá nhiều về cái chất liệu của nó nha mấy bà. Bù lại thì phơm rất là đẹp luôn, mang lên phơm rất là đứng nha. Mang lên nhìn cái ba lô nó căng nũng nỉn ha. Em này thì mấy bà bỏ vừa A4 và lát tầm 14-15 inch nha. Cái chiều rộng của ba lô to nên là đựng được nhiều sách nè. Mấy bà để đựng đồ mới đi chơi đi du lịch cũng rất là ok luôn nha. Tìm ba lô da đi học đi ạ. Ok em luôn nha. Đông mới múc được cái mẫu ba lô da này nè, không có bị sến với hầm hố quá đó mọi người. Đông múc luôn hai màu trắng đen để mà khui cho mọi người. Vừa mới mở ra cầm lên á cái da nó mềm sò đã lắm mấy bà ơi. Mà trộm vía cái mẫu này nó cũng có ngăn chống nước chống trộm cho điện thoại ví tiền nè. Bên trong cũng có lót chống nước luôn nè nha. Có chống nước cho dây kéo và ở bên trong thì cũng có lớp chống thấm nha. Có một cái ngăn đựng laptop và hai cái ngăn đựng bút nha mọi người. Mà cái form ba lô tròn tròn rất là cưng luôn, mang lên nhìn dễ thương lắm mấy bà. Em này thì đựng được laptop tầm khoảng 13-14 inch á, kiểu nhỏ gọn á nên là mấy bà mang đi chơi đọc thêm cũng rất là ok nha. Còn bà nào mà sợ màu trắng dễ dơ thì có thể chọn màu đen nè, hoặc là múc màu đen này cho người yêu mang couple đi học là hết sảy luôn đó nha. Chàng ơi, ba lô đi học mà để trong cái hộp như vậy nè, như là cái vali vậy đó. Trời ơi, xịn xịn nha, để như vậy là bao đứng phơm luôn. Rồi mà cái phơm nó đứng thiệt nha mấy bà, không hề bị ọp ẹp luôn á. Mà phối da màu bay ghi nhìn đẹp ghê luôn á mấy bà. Cái ngăn đựng nước thì to, để được cái chai nước 1 lít luôn nè, mà nó còn lót cả xốp chống thấm nước luôn đó mọi người. Phía sau á là ngăn nhỏ chống mưa chống trộm để cho mấy bà để ví tiền điện thoại nha. Tới nỗi cái ngăn nhỏ bên ngoài á còn có cả lớp chống sốc chống thấm luôn nè mọi người. Còn cái này là để chống thấm nước mưa qua dây kéo đó nha mấy bà. Dây kéo mượt lắm luôn, mà bên trong còn có ngăn chống sốc cho laptop nữa nè. Trời mà cái lớp chống sốc hơi bị dày luôn đó. Dày như vậy là để được cả bộ sách giáo khoa luôn, mà tôi thấy cái quai như vậy là đeo bao em luôn. Trời đó. Ơi mà mang lên phơm cưng lắm mọi người ơi, nó không có kiểu bị rũ xuống á, mà mọi người thấy ông rất là đứng phơm luôn nè. Mẫu này tôi thấy là mấy bà ngoài đựng sách để mang đi học á thì mấy bà để làm ba lô mang đi du lịch đi chơi cũng rất là ok nha. Sắp gửi đi học mọi người đã biết sắm ba lô gì chưa? Nếu chưa thì xem hết video này nhá. Mình đảm bảo là cực kỳ xinh luôn, không làm mọi người thất vọng đâu. Chất vải của em này thì mình không rõ chất gì nhưng mà đẹp và mình mịn lắm luôn ý. Ba lô thì mình thì khá là đứng form mà được nhiều đồ lắm nha, được cả giấy A4 nữa đấy. Mà em này thì cực kỳ nhiều ngăn luôn nhá. Bên trong thì được may một túi nhỏ mà bên ngoài thì cũng có túi nữa luôn. Hai bên còn có ngăn để mọi người để nước hay là đồ linh tinh nhá. Màu của em này lại còn trông xinh nữa mà còn dễ phối đồ lắm nha. Mình thấy dùng thì cũng sạch thôi chứ không sợ bẩn đâu. Thế nên sắm ngay mọi em. Alo alo, nay lại có ba lô mới để review cho mọi người đây. Ai đang muốn mua ba lô thì tham khảo thử em này nha. Có hai màu trắng và đen, chất vải rất là đẹp, có thể chống nước. Kích thước ba lô theo chiều đứng là ngang 30 cao 43 cm. Giờ cùng mình khám phá em ba lô này để xem có gì đặc biệt. Bên ngoài thì có hai ngăn nhỏ, thiết kế nam châm thay dao khóa kéo. Tiếp đến là ngăn chính rất là to, bên trong này có hai ngăn rất là rộng nên là để được rất là nhiều đồ. Đường chỉ may may rất là cẩn thận, đeo lên người rất là nhẹ do đóng gói và vận chuyển nên ba lô đang bị mất form. Em này thiết kế kiểu đơn giản basic nên rất là dễ phối đồ và dễ đeo. Giá thành hợp lý không quá đắt nên là mình rất là ưng. Recommend mọi nay mình lại có ba lô mới để review cho mọi người đây. Mỗi ba lô còn được tặng kèm cả sticker nữa này. Ba lô của một màu cực kỳ xinh cho mọi người tha hồ lựa chọn. Chất liệu được làm từ vải polyester, chất vải rất là mềm và mịn. Da ba lô còn có khả năng chống nước nhẹ. Còn về kích thước là ngang 30 và cao 44 cm. Điểm mình rất là thích ở em ba lô này là có rất là nhiều ngăn, khóa kéo được thiết kế rất là lạ. Ở bên trong ngăn to còn có rất là nhiều ngăn bé khác tha hồ để đồ. Ba lô này để vừa cả laptop và giáo án nha mọi người. Còn mặt đằng sau ba lô còn có một ngăn bí mật để mọi người để thứ quan trọng vào trong này. Phần quai ba lô rất là dài, mọi người có thể điều chỉnh độ ngắn dài mà mình mong muốn. Đây chính là một số video về hình ảnh video ba lô. Ba lô này rất là xinh luôn. Nay mình tìm cho mọi người một em ba lô đơn giản mà cực kỳ sang, dành cho cả nam và nữ. Ba lô được làm từ da rất là tằm mềm và đặc biệt còn có thể chống nước. Do đóng gói và vận chuyển nên là ba lô đang bị mất form nên là nhìn chưa được đẹp lắm. Mình sẽ quay toàn bộ chi tiết cập cho mọi người xem. Khóa kéo cũng được làm từ da. Ba lô gồm có hai ngăn chính, ngăn bên ngoài cũng khá là to nên là để thấy rất là nhiều đồ. Còn bên trong có rất là nhiều ngăn nhỏ khác. Mọi người yên tâm, sách vở và laptop sẽ để được vừa, để được thoải mái rất là rộng rãi. Dây đeo cũng được làm từ da và có xốp đằng sau, điều chỉnh độ ngắn dài mà mình mong muốn. Đây là một vài video và hình ảnh mình đeo ba lô. Mình quay gần để cho mọi người nhìn rõ hơn. Ba lô này nhìn đơn giản như vậy nhưng mà đeo vào rất là sang. Chuẩn bị vào năm
học mới bạn nào đang có ý định mua ba lô tham khảo. Hôm nay đang khui ba lô để cho mọi người đi học đi chơi nha. Mọi người chờ đợi lắm luôn á, đông mức cũng nhiều nhưng mà nó về được 2 chiếc nè, nên là đang khui cho mọi người tham khảo từ từ nha. Đảm bảo cái chiếc ba lô này nó bao dễ thương luôn á. Rồi ok, chiếc đầu tiên là có một cái hình con me đáng yêu nha. Cái này là chất liệu da nên là rất là đứng phơm. Cái phần quai đeo và lưng đều được lót đệm khá là dày nè, nên là mang em lắm mọi người ơi. Trời ơi, hai con mắt đen thui siêu đáng yêu luôn á. Chi kéo mượt nè, ok la nha. Không biết có phải là nhược điểm không nhưng mà cái ba lô này nó không có nhiều ngăn nha mọi người, chỉ có một cái ngăn để laptop ở bên trong thôi nha. Mà cái ngăn này được lót xốp khá là dày dặn nè, nên là yên tâm để laptop mang đi học nha. Và em nói khi mang lên phơm á thì sẽ trông như vậy nha mọi người. Trời ơi, rất là gọn luôn. Nên là kích thước em này sẽ để vừa laptop tầm 14 inch nha mọi người. Và còn có màu đen nữa nè. Tôi nghĩ là em này sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà thích những cái mẫu ba lô đơn giản. Dù bà yêu cầu tôi tìm thêm ba lô phải vừa rẻ vừa đơn giản nhưng lại không đơn giản, và quan trọng nhất là phải xinh, thì tôi đã tìm được ba lô mà bà yêu cầu đây nè. Phải nói là màu của ba lô này siêu đẹp luôn á, chứ phải chống thấm nước và không dễ bắn bụi đâu nha. Theo cảm nhận của tôi thì nó tự tự như vải dù á, tổng quan thì nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà còn một ngăn bự ẩn giấu ở đây nè, và còn một ngăn nhỏ ở ngoài cùng. Ngăn chính siêu to, đựng được laptop, tập sách thoải mái luôn nha. Hai ngăn đựng nước thì có phần di rút, tôi thích nhất là kiểu phối màu be đen này quá trời luôn á. Ba lô có bốn màu và một size duy nhất, thật sự nhìn ở ngoài dễ thương lắm luôn á. Ai mà thích những kiểu ba lô đơn giản Hàn Quốc thì chắc chắn